nhật chào mừng quý vị khán giả đến với trò chơi truyền hình được phát sóng lần đầu tiên trên sóng LES TV của Đài Phát Thanh và Truyền hình Lạng Sơn mang tên Thử thách cuối tuần. Kính thưa quý vị, Thử thách cuối tuần là sân chơi kiến thức dành cho đoàn viên người lao động do Đài Phát Thanh và Truyền hình Lạng Sơn phối hợp với Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức sản xuất. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự đón nhận, ủng hộ của quý vị và các bạn. Tới dự và cổ vũ cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu bà Bế Thị Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn. Đồng hành cùng với các thí sinh trong chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu Ban cố vấn chương trình. Trân trọng giới thiệu ông Lương Chí Công, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đông Bắc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. Trân trọng giới thiệu bà Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với game show Thử thách cuối tuần. Kính thưa quý vị, Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam. Trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, phát triển và có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Trong số đầu tiên của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta cùng chào đón ba đội sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay. Và xin được giới thiệu đội số 1 đến từ Công đoàn Cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn. Xin được giới thiệu đội số 2 đến từ Công đoàn Cơ sở Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn. Xin được giới thiệu đội số 3 đến từ Công đoàn Cơ sở Cục Hải quan Lạng Sơn. Quý vị khán giả hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng cổ vũ cho ba đội chơi của chúng ta ngày hôm nay. Hãy thật bình tĩnh, tự tin và chơi hết mình để cùng giành chiến thắng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chào hỏi và cùng làm quen với các đội thi trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng làm quen với đội thi số 1 đến từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn. Xin kính chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay và quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình. Đội thi của chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được đại diện Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn tham gia game show Thử thách cuối tuần. Đây là một sân chơi vô cùng bổ ích và có ý nghĩa quan trọng, giúp chúng tôi có cơ hội được tìm hiểu thêm những kiến thức về tổ chức Công đoàn Việt Nam và được giao lưu học hỏi với hai đội bạn. Xin được giới thiệu đội thi của chúng tôi gồm có 5 thành viên. Đầu tiên là bạn Dũng họ Lê, cô gái nhỏ nhắn Thúy Lan thi cùng. Tiếp theo là bạn Hoàng Dung, trẻ trung năng động, nhiệt tình, dễ thương. Bạn Hồng Cúc thật tuyệt vời, tham gia thử thách sân chơi công đoàn. Đội trưởng Thúy Ngọc là tôi, dẫn dắt cả đội lên sàn game show. Chúng tôi xin được quý chào quý vị khán giả trong game show này. Xin được một tràng pháo tay động viên cổ vũ chúng tôi nhiệt tình. Vâng, với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, đội Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn quyết tâm chinh phục game show Thử thách cuối tuần. Vâng, xin được cảm ơn phần giới thiệu hết sức dễ thương và cũng tỏ ra sự quyết tâm của đội thi số 1. Và chúng ta sẽ cùng làm quen với đội thi số 2 đến từ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn ạ. Một ngày đẹp trời, game show thử thách cuối tuần ra đời, người người háo hức, tâm hồn dạo dực, chinh phục đỉnh cao. Quản lý thị trường xin chào các bạn, hải quan kho bạc ai cũng lạc quan, thúc đẩy phong trào lên tầm cao mới. Niềm vui phơi phới, vừa học vừa chơi, ba đội chúng tôi giao lưu học hỏi. Tôi là Phương Hoa, thông tin tuyên truyền. Đây là Thu Hiền, truyền đi chống lậu.
Duy Vinh bao ngầu, nghiệp vụ chuyên sâu, Thu Giang hoa hậu, hàng giả gọi tên, Phương Thảo rất hiền, chuyên chống tham nhũng. Chúng tôi hạnh phúc khi được tham gia chung một mái nhà công đoàn viên chức. Lời chúc mộc mạc đến các bạn chơi, cùng nhau tiến tới chinh phục game show, bước đi số đầu, cùng nhau hạnh phúc. Chúng tôi xin được lan tỏa sự hạnh phúc này đến ban cố vấn, các bạn chơi và toàn thể các khán giả trong khán phòng ngày hôm nay cũng như khán giả truyền hình. Chúc game show của chúng ta thành công rực rỡ. Xin được cảm ơn màn chào hỏi vô cùng ấn tượng của đội quản lý thị trường. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với màn chào hỏi của đội thi số 3, Cục Hải quan Lạng Sơn. Nào bạn ơi, hát lên bài ca công đoàn Việt Nam, cuộc sống của ta cùng đoàn kết dưới cờ búa liềm, kìa đội ngũ công đoàn vững mạnh, cùng nhau đi tới xây dựng Việt Nam yêu dấu. Vâng, xin được kính chào quý vị đại biểu, ban cố vấn, quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay và khán giả đang theo dõi game show Thử thách cuối tuần trên kênh phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn. Chúng tôi rất vinh dự được đại diện cho gần 500 đoàn viên người lao động của Công đoàn Cơ sở Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để tham gia game show ngày hôm nay. Đội thi của chúng tôi gồm có 5 thành viên. Thành viên thứ nhất, đồng chí Đỗ Mạnh Cường. Thành viên thứ hai, đồng chí Lộc Nguyễn Thanh Hiếu. Thành viên thứ ba, đồng chí Lăng Thị Miên. Thành viên thứ tư, đồng chí Nguyễn Tiến Nam. Và thành viên thứ năm là tôi, Nguyễn Thị Thu Nga, đội trưởng. Với tinh thần giao lưu, học hỏi, game show này sẽ là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ đối với chúng tôi cũng như với tất cả các đội chơi. Rất mong nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả để ba đội thi của chúng tôi chinh phục mọi thử thách. Vâng, xin được cảm ơn phần giới thiệu hết sức ấn tượng đến từ ba đội chơi. Thưa quý vị, thưa ba đội chơi, đến với game show thử thách cuối tuần, các đội sẽ phải trải qua lần lượt 4 phần thi gồm chinh phục thử thách, cơ hội cho ai, thông điệp và mảnh ghép cuối cùng để tìm ra đội thi có số điểm cao nhất. Mỗi phần thi với những màu sắc riêng biệt, hy vọng sẽ đem lại không khí phấn khởi cho ngày cuối tuần hôm nay. Theo như quan sát thì các đội của chúng ta đã rất háo hức để tham gia phần thi rồi, nên là ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên. Phần thi chinh phục thử thách. Trong phần chinh phục thử thách, các đội trả lời theo bộ câu hỏi do ban tổ chức đưa ra, gồm 6 câu hỏi. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi, các đội bấm chuông giành quyền trả lời. Đội nào bấm chuông nhanh nhất sẽ giành quyền trả lời trước. Sau khi bấm chuông quá 5 giây mà không trả lời hoặc trả lời sai sẽ bị mất quyền trả lời và bị trừ 2 điểm. Các đội còn lại có quyền bấm chuông trả lời một lần duy nhất sau khi đội bạn trả lời sai. Trả lời đúng mỗi câu hỏi được 5 điểm, trả lời sai bị trừ 2 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 30 giây. Đội chơi nào bấm chuông nhanh nhất thì giành được quyền trả lời. Đội nào bấm chuông trước hiệu lệnh của người dẫn chương trình sẽ bị phạm quy và mất lượt trả lời. Xin lưu ý các đội thi là sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi và có hiệu lệnh thì các đội mới có quyền bấm chuông trả lời. Đội chơi nào bấm chuông nhanh nhất thì giành được quyền trả lời. Đội nào bấm chuông trước hiệu lệnh của người dẫn chương trình sẽ bị phạm quy và mất lượt trả lời trong câu hỏi này. Và trong phần thi này, nếu trả lời bị sai thì sẽ bị trừ điểm, nên các đội cần hết sức cẩn trọng trước khi quyết định bấm chuông. Vâng, và trước khi đến với phần chơi này thì xin mời các đội, chúng ta hãy cùng thử chuông của đội mình. Xin mời đội số 1 ạ. Chuông đã sáng. Xin mời đội số 2 ạ. Chuông cũng đã sáng ạ. Rồi, xin mời đội số 3 ạ. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chuông hoạt động tốt. Và các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng tôi đã sẵn sàng. Vâng, vậy thì chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên của phần thi chinh phục thử thách. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Hội nghị thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của Tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày nay, diễn ra vào ngày tháng năm nào và ở đâu? Xin mời đội thi số 3 trả lời ạ. Đội số 3 xin trả lời ạ. Hội nghị thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của Tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày nay, diễn ra vào ngày 28 tháng 7 năm 1929 tại số 15 Hàng Nón, Hà Nội. Vâng, đây là một đáp án không thể chính xác hơn ạ. Chúc mừng đội thi số 3 đã giành được điểm đầu tiên.
Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Việc cần thiết hiện nay là phát động một cuộc tuyên truyền rộng lớn để thành lập các tổ chức công đoàn ở các nước thuộc địa và phát triển các công đoàn hiện có dưới hình thức phôi thai. Nội dung trên thuộc văn bản nào? Xin mời đội thi số 1. Thay mặt đội số 1 tôi xin trả lời. Đây là thuộc văn bản là bản án chế độ thực dân Pháp ạ. Vâng. Câu trả lời của đội số 1 là bản án chế độ thực dân Pháp. Câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng đội thi số 1. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam đề ra bao nhiêu nhóm chỉ tiêu hàng năm, bao nhiêu nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ? Bắt đầu. Chúng tôi nhận thấy là đội thi số 3 đã bấm chuông trước khi mà người dẫn chương trình hô khẩu hiệu và quyền bấm chuông dành cho hai đội còn lại. Bắt đầu. Vâng, xin mời đội số 2 ạ. Đội số 2 xin trả lời là nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam đề ra 7 nhóm chỉ tiêu hàng năm và 3 nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ ạ. Dạ vâng, đây là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội thi số 2. Và trước khi đến với câu hỏi số 4 thì đề nghị các đội thi là nhớ rõ luật là chúng ta không được bấm chuông trước khi người dẫn chương trình đọc khẩu lệnh ạ. Và câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Năm 2021, Bộ Chính trị ban hành văn bản nào định hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới? Xin mời đội thi số 1. Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 02 về định hướng và đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Dạ vâng, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Xin chúc mừng đội thi số 1 ạ. Vâng. Và thưa quý vị, nghị quyết số 02 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới tiếp tục khẳng định nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi có nội dung như sau. Điều nào của Hiến pháp 2013 quy định riêng về tổ chức Công đoàn Việt Nam? Xin mời đội thi số 3 trả lời. Đội thi số 3 xin trả lời, đây là điều 10 ạ. Đáp án của chương trình chính là điều 10. Xin chúc mừng đội thi số 3. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 6 ạ. Câu hỏi có nội dung như sau. Liên hiệp Công đoàn Lạng Sơn được thành lập vào ngày tháng năm nào? Xin mời đội thi số 1 ạ. Đội số 1 xin trả lời là ngày 1 tháng 10 năm 2009 ạ. Đây là một đáp án chưa chính xác ạ. Chính vì vậy mà cơ hội cho hai đội còn lại bắt đầu. Vâng, xin mời đội thi số 2 ạ. Vâng, câu trả lời của đội 2 là vào ngày 3 tháng 9 năm 1946 ạ. Vâng, đây mới là câu trả lời chính xác ạ. Xin chúc mừng đội thi số 2. Vâng, sự ra đời của Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn ngày ấy có ý nghĩa to lớn trong việc tổ chức, động viên nhân dân lao động, hăng hái tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng, tích cực chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn mà ngày nay là Liên đoàn Lao động tỉnh ngày càng lớn mạnh, là chỗ dựa tin cậy vững chắc của đoàn viên người lao động trong tỉnh. Như vậy là vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của phần thi chinh phục thử thách. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại số điểm của ba đội. Kết thúc phần thi đầu tiên, số điểm của ba đội như sau. Đội số 2 là Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn và đội số 3, Cục Hải quan Lạng Sơn cùng điểm số 10. Và đội số 1, đội Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn có 8 điểm. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng cả ba đội đã giành được những điểm số đầu tiên ạ. Vâng, thưa quý vị, chắc chắn là số điểm này sẽ còn thay đổi trong những phần thi tiếp theo. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ hai, phần thi Cơ hội cho ai? Trong phần thi Cơ hội cho ai, ban tổ chức sẽ đưa ra các bộ câu hỏi gồm kiến thức theo các lĩnh vực khác nhau. Các đội thi lựa chọn bộ câu hỏi dành cho lượt thi của đội mình và mỗi đội sẽ có 2 lượt thi. Bảng câu hỏi sẽ hiển thị lĩnh vực liên quan đến câu hỏi. Đội thi sẽ có quyền lựa chọn trả lời hoặc chuyển câu hỏi cho đội khác.
Nếu lựa chọn trả lời, đội thi sẽ đáp cơ hội cho tôi. Người dẫn chương trình sẽ đọc 3 gợi ý và đội thi phải trả lời. Trả lời đúng được 5 điểm, quá thời gian 15 giây không trả lời hoặc trả lời sai không được điểm. Khi đó, người dẫn chương trình ra hiệu cơ hội trả lời dành cho các đội còn lại bấm chuông nhanh nhất. Nếu đội bấm chuông trả lời đúng sẽ được 5 điểm. Số điểm này sẽ được chuyển từ đội đã trả lời sai trước đó. Nếu đội bấm chuông trả lời sai bị trừ 3 điểm, đội trả lời trước không bị trừ điểm. Nếu lựa chọn không trả lời, sẽ đáp cơ hội cho một đội thi nào đó. Đội được chỉ định sẽ phải trả lời câu hỏi. Nếu trả lời đúng được 5 điểm, đội chỉ định sẽ bị trừ 5 điểm. Nếu quá 15 giây không trả lời hoặc trả lời sai bị trừ 5 điểm, đội chỉ định được cộng 5 điểm. Đây là phần thi đòi hỏi các đội cần phải có chiến thuật cho phù hợp. Và hy vọng rằng các đội sẽ thi thật tốt để có số điểm cao trong phần thi này. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu với phần thi Cơ hội cho ai? Đầu tiên sẽ là lượt chơi của đội số 1 ạ. Đội Kho Bạc Nhà nước Lạng Sơn. Vâng, trước tiên thì xin hỏi là khán giả của đội thi số 1 đội Kho Bạc Nhà nước Lạng Sơn ở đâu rồi ạ? Vâng ạ. Quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cổ vũ cho đội mình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời đội thi số 1 sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Xin mời đội thi số 1 chọn gói câu hỏi của mình ạ. Đội thi số 1 xin được chọn bộ câu hỏi số 6 ạ. Vâng, gói câu hỏi số 6. Đây là bộ câu hỏi về sự kiện ạ. Xin hỏi đội thi số 1 là cơ hội cho ai? Cơ hội cho tôi. Dạ vâng, như vậy là đội thi số 1 chọn cơ hội cho chính mình. Và ngay sau đây là câu hỏi. Đây là sự kiện gì? Sự kiện được tổ chức theo chỉ đạo Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng. Sự kiện có ý nghĩa hết sức to lớn đối với phong trào công nhân nước ta, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về tổ chức của giai cấp công nhân Việt Nam. Diễn ra tại số 15 Hàng Nón, Hà Nội. Số 1 xin trả lời như sau ạ. Đây là sự kiện hội nghị thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ và tiền thân của Tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay ạ. Ban tổ chức đã ghi nhận câu trả lời của đội thi số 1 và đáp án của đội thi số 1 không thể chính xác hơn. Xin chúc mừng đội thi số 1 đã nhận được 5 điểm. Tiếp theo là phần thi của đội thi số 2. Xin mời đội thi số 2 lựa chọn bộ câu hỏi của mình. Đội thi số 2 xin phép chọn bộ câu hỏi số 1. Đội thi số 2 lựa chọn bộ câu hỏi số 1 có chủ đề về nhân vật. Và xin hỏi đội thi số 2, các bạn chọn cơ hội cho ai? Cơ hội cho tôi ạ. Dạ vâng, và đội thi số 2 đã lựa chọn cơ hội cho chính mình về chủ đề nhân vật. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Đây là ai? Xuất thân từ công nhân nhà máy Ba Son của Hải quân Pháp ở Sài Gòn, từng tổ chức lãnh đạo công nhân bãi công năm 1912 ở Sài Gòn và đã từng bị thực dân Pháp kết án 20 năm và bị đẩy ra Côn Đảo. Xin mời. Vâng, đội thứ hai xin trả lời. Đây là đồng chí Tôn Đức Thắng ạ. Vâng, đáp án đồng chí Tôn Đức Thắng. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Xin chúc mừng đội thi số 2. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt thi của đội thi số 3. Xin mời đội thi số 3 lựa chọn gói câu hỏi cho đội mình. Đội số 3 xin lựa chọn gói câu hỏi số 3. Ngay sau đây là gói câu hỏi số 3 có chủ đề về nhân vật. Xin hỏi đội thi số 3, cơ hội cho ai? Cơ hội cho tôi ạ. Lại là cơ hội cho chính mình. Và ngay sau đây sẽ là câu hỏi. Đây là ai? Được tặng danh hiệu anh hùng lao động năm 1973. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6, 7, 8, 9, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ tháng 11 năm 1998 đến tháng 12 năm 2006. Xin mời đội thi số 3. Đội thi số 3 xin trả lời. Đây là đồng chí Cù Thị Hậu ạ. Dạ vâng, ban tổ chức đã ghi nhận câu trả lời của đội thi số 3, đồng chí Cù Thị Hậu. Và đây là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng đội thi số 3. Chúc mừng cả ba đội đã trả lời xong lượt một của mình trong phần thi này. Và chúng ta sẽ đến với lượt thứ hai. Xin mời đội thi số 1 tiếp tục lựa chọn câu hỏi của mình. Đội thi số 1 xin được chọn bộ câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có chủ đề về sự kiện. Xin hỏi đội thi số 1
Lựa chọn cơ hội cho ai? Cơ hội cho tôi. Vâng, và một lần nữa đội thi số 1 lựa chọn cơ hội cho mình trong câu hỏi về sự kiện. Câu hỏi sự kiện có nội dung như sau. Đây là sự kiện gì? Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.095 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Phương châm của đại hội là đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển. Xin mời đội thi số 1. Đội số 1 xin trả lời. Đây là đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ạ. Vâng, một câu trả lời hết sức tự tin ạ. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng đội thi số 1. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt thi tiếp theo của đội thi số 2. Xin mời đội thi số 2 lựa chọn gói câu hỏi cho đội mình. Đội thi số 2 xin chọn bộ câu hỏi số 5 ạ. Vâng, gói câu hỏi số 5 có chủ đề về nhân vật. Xin hỏi đội thi số 2, cơ hội cho ai? Cơ hội cho tôi ạ. Lại là cơ hội cho chính mình. Và ngay sau đây là câu hỏi. Đây là ai? Ông là chủ tịch đầu tiên của tổ chức công đoàn, là người đứng đầu ban chấp hành lâm thời của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, là tổng biên tập đầu tiên của báo Lao động. Tên ông được đặt cho giải thưởng cao quý của tổ chức công đoàn Việt Nam, phần thưởng tôn vinh công nhân, người lao động trực tiếp. Xin mời đội thi số 2. Xin phép được trả lời, đó là đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Dạ vâng, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là câu trả lời của đội thi số 2. Và không thể thiếu chính xác hơn, đó chính là đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Xin cảm ơn đội thi số 2. Và sau đây chúng ta sẽ đến với đội thi số 3. Câu hỏi còn lại là câu hỏi số 4, có chủ đề về sự kiện. Và xin hỏi đội thi số 3 lựa chọn cơ hội cho ai? Cơ hội cho tôi ạ. Vâng, rất tự tin. Ở câu hỏi cuối cùng này có nội dung như sau. Đây là sự kiện gì? Diễn ra vào ngày 3 tháng 9 năm 1946. Tại sự kiện này đã bầu ra ban chấp hành chính thức là 7 đồng chí. Trụ sở của tổ chức đóng tại số 3, phố Ba Toa, thị xã Lạng Sơn, nối với phố Trần Hưng Đạo, thành phố Lạng Sơn ngày nay. Xin mời đội thi ạ. Đội số 3 xin đưa ra câu trả lời. Đây là sự kiện thành lập Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn. Xin chúc mừng đội thi số 3 với một câu trả lời hoàn toàn chính xác ạ. Vâng, kính thưa quý vị, 6 câu hỏi của phần thi cơ hội cho ai đã kết thúc. Và sau phần thi này thì số điểm của các đội đã có sự biến động và thay đổi. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng cập nhật số điểm của 3 đội nhé. Dạ vâng, hiện nay thì đội số 2 và đội số 3 đều có số điểm bằng nhau là 20 điểm. Xin chúc mừng đội số 1 giành được 18 điểm. Chúc cho đội số 1 của chúng ta, đội Kho bạc Nhà nước sẽ cố gắng trong những phần thi tiếp theo nhé. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa để cổ vũ tinh thần cho 3 đội chơi ạ. Vâng, và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần thi tiếp theo, phần thi thông điệp. Trong phần thi này, ban tổ chức đưa ra 5 câu thông điệp liên quan đến chủ đề chương trình. Các từ trong thông điệp đã bị thay đổi vị trí. Nhiệm vụ của các đội là sắp xếp thứ tự các từ để tìm ra thông điệp đúng. Các đội được quyền bấm chuông trả lời ngay mà không cần hiệu lệnh của người dẫn chương trình. Trả lời đúng mỗi câu hỏi sẽ được 5 điểm, trả lời sai không được điểm. Các đội còn lại được quyền trả lời. Mỗi đội được bấm chuông trả lời một lần duy nhất. Sau 30 giây không có đội nào đưa ra câu trả lời, câu hỏi sẽ kết thúc và chuyển sang câu hỏi khác. Vâng, thưa quý vị, với phần thi này thì đòi hỏi sự nhanh nhạy chính xác của các đội thi. Nhưng tôi tin là phần thi này sẽ không làm khó các đội thi đâu ạ. Và chúng ta sẽ đến với phần thi thông điệp. Ngay sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên. Xin mời các đội. Vâng, xin mời đội thi số 2 ạ. Đội số 2 xin trả lời là chương trình phúc lợi cho đoàn viên người lao động ạ. Vâng, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chương trình phúc lợi cho đoàn viên người lao động. Có vẻ như các bạn nhìn rất là nhanh ạ.
Vâng, đây là chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, là chủ trương lớn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, góp phần giúp nhiều đoàn viên người lao động giảm bớt khó khăn, cải thiện điều kiện sống, bảo đảm phúc lợi tốt hơn, tạo sự gắn kết giữa đoàn viên người lao động với tổ chức công đoàn. Và tiếp theo là câu hỏi số 2. Xin mời đội thi số 1. Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo ạ. Chúc mừng đội thi số 1, câu trả lời rất nhanh và chính xác. Vâng, trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo là cuộc vận động do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động từ năm 2017 và đã có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút được đông đảo đội ngũ đoàn viên, cán bộ, công chức viên chức tham gia và hưởng ứng, qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, phụ sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Rất nhanh ạ, xin mời đội thi số 2. Đội số 2 xin trả lời là đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết ạ. Đội thi số 2 đã trả lời chính xác ở ngay lượt đầu tiên của mình. Chúc mừng đội thi số 2. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 4. Vâng, rất nhanh, một lần nữa, xin mời đội thi số 2. Xin mời đội trả lời luôn ạ. Câu trả lời của đội thi số 2 là xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động ạ. Vâng, lại một lần nữa giành chung từ đội số 1, nhưng mà chúng tôi rất tiếc ạ, đội số 2 đã trả lời chính xác rồi ạ. Xin chúc mừng đội số 2. Đây là phong trào thi đua lớn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và đã và đang được các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên người lao động. Vâng, và như chúng tôi được biết thì Công đoàn Cơ sở Cục Hải quan ạ, cũng là đơn vị đã giành giải nhất của cuộc thi Công sở xanh sạch đẹp, góc làm việc ngăn nắp gọn gàng do Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn tổ chức, đúng không ạ? Xin được chúc mừng các đội thi và mong là đội thi số 3 của chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa trong phần thi này nha. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Mời đội thi số 3. Đội số 3 xin trả lời đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển ạ. Chúng tôi xin được thông báo là đáp án của đội thi số 3 chính xác. Xin chúc mừng đội thi số 3. Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển là phương châm của Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Xin chúc mừng đội thi số 3. Dạ vâng, thưa quý vị, thông điệp cuối cùng đã được mở ra và mang lại điểm số cho đội thi số 3. Và chúng ta sẽ cùng tổng kết lại số điểm của 3 đội sau phần thi này như sau. Dạ vâng, như vậy là điểm số đã có sự thay đổi đáng kể ạ. Sau phần thi này thì điểm số của 3 đội như sau. Đội số 2 là đội Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn đã vươn lên dẫn đầu với điểm số là 35 điểm. Bám theo đội số 2 là đội số 3 với 25 điểm. Đội số 1 Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn với số điểm 23 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Vâng, và có lẽ là chúng ta sẽ chỉ còn một phần thi nữa thôi để tìm ra đội giành giải nhất trong số đầu tiên của chương trình Thử thách cuối tuần. Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi dành cho khán giả đang có mặt trong trường quay, những người đã cổ vũ rất nhiệt tình cho các đội thi trong chương trình ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng họ xứng đáng để nhận được những phần quà từ ban tổ chức chương trình ạ. Và xin hỏi các quý vị khán giả, quý vị khán giả đã sẵn sàng để nhận được quà của ban tổ chức chưa? Dạ vâng, xin hỏi là quý vị khán giả đã sẵn sàng để nhận được quà của ban tổ chức chưa? Dạ vâng, và sau đây sẽ là câu hỏi dành cho quý vị khán giả. Câu hỏi đầu tiên có nội dung: văn bản pháp luật nào liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động đang được xem xét sửa đổi, bổ sung và dự kiến thông qua tại kỳ họp Quốc hội năm 2024? Chúng tôi rất mong nhận được nhiều cánh tay hơn nữa từ quý vị khán giả. Vâng, trong những hàng ghế kia thì Hoàng Yến đã thấy có một quý vị khán giả rất là nổi bật với sắc đỏ ạ. Xin mời chị mặc váy đỏ ạ. Câu trả lời của tôi đó là luật công đoàn năm 2012 và luật bảo hiểm xã hội năm 2014 ạ. Vâng, không biết là đáp án này đã chính xác chưa Đình Long nhỉ? Dạ vâng. Trước khi được cho phép tôi, trước khi công bố đáp án thì cho tôi xin phép được giao lưu và xin hỏi là không biết chị có thể giới thiệu về bản thân và chị đến đây cổ vũ cho đội nào ạ? Tôi là Nguyễn Thu Hà, tôi là ở Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn. Tôi đến đây cổ vũ cho đội số 1 là... Dạ vâng. Dạ vâng, và hôm nay đến cổ vũ cho chương trình thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Hôm nay đến cổ vũ chương trình thì tôi thấy chương trình này rất là bổ ích, cũng rất là căng thẳng, các đội thi cùng rất là sôi nổi và các khán giả đi cổ vũ cũng rất là nhiệt tình.
Vâng. Vâng, xin cảm ơn chị. Và câu trả lời vừa rồi của chị vô cùng chính xác. Xin chúc mừng chị và xin mời chị nhận món quà của chương trình ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Và những phần quà tiếp theo sẽ dành cho những vị khán giả tiếp theo. Là vâng, và câu hỏi thứ hai như sau. Xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ năm 2006 nhằm hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, gọi là chương trình gì? Xin mời quý vị khán giả. Vâng, có quá nhiều cánh tay và rất khó để chúng tôi lựa chọn ạ. Vâng, chúng tôi rất ấn tượng với một đồng chí ngồi ở phía bên cánh trái đi ạ. Vâng, tôi xin được trả lời câu hỏi này là chương trình phát động về chương trình nhà ở mái ấm công đoàn ạ. Vâng, xin hỏi chị thêm là chị có biết gì thêm về chương trình này không ạ? Dạ, theo tôi được biết thì chương trình này đã được phát động rất nhiều năm. Mấy năm gần đây thì Cục Quản lý Thị trường Lạng Sơn có tham gia và ủng hộ, gây quỹ ủng hộ để xây dựng các công trình tại Tràng Định, Chi Lăng và Hữu Lũng ạ. Phần trình bày vừa rồi thì Hoàng Yến đã biết là chị đến từ Công đoàn Cơ sở Cục Quản lý Thị trường đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, xin chị hãy cho biết tên của mình ạ. Vâng, tôi tên là Triệu Thị Liễu, là kiểm soát viên công tác tại Đội Quản lý Thị trường số 1 của Cục Quản lý Thị trường Lạng Sơn ạ. Vâng ạ, rất mong là chị không chỉ cổ vũ riêng cho đội của mình mà hãy cổ vũ cho các đội bạn nữa. Dạ vâng, hôm nay tôi đến đây cổ vũ cho cả ba đội ạ. Vâng, và Đình Long hãy công bố đáp án xem chính xác chưa nào. Chúng tôi xin được thông báo đáp án chính xác là chương trình nhà ở mái ấm công đoàn và xin chúc mừng. Vâng, và sau đây xin mời chị nhận phần quà của chương trình. Xin cảm ơn chương trình ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả, là chương trình chúng ta cũng còn rất là nhiều phần quà. Thế nhưng mà do thời lượng chương trình có hạn nên là rất mong là các quý vị khán giả chúng ta sẽ lại tiếp tục có mặt trong những buổi ghi hình lần sau, trong những chương trình lần sau để cùng đón nhận những phần quà từ chương trình và cổ vũ cho chương trình của chúng tôi. Có được không ạ? Vâng, chúng tôi rất mong nhận được sự cổ vũ từ quý vị ạ. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, cảm ơn tình cảm của quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, sau những giây phút vừa rồi thì hy vọng là khán giả đã có thêm năng lượng để chúng ta cổ vũ nhiệt tình hơn nữa cho các đội chơi. Và ngay bây giờ thì các bạn hãy thể hiện tình cảm của mình bằng những tràng pháo tay thật lớn để chúc cho ba đội chơi của chúng ta sẽ giành chiến thắng trong phần thi cuối cùng nào. Sau đây xin mời quý vị và ba đội chơi chúng ta sẽ cùng đến với phần thi mảnh ghép cuối cùng. Ban tổ chức sẽ cung cấp cho ba đội một bức tranh với nhiều mảnh ghép khác nhau đã được xáo trộn. Mỗi đội sẽ có 30 giây quan sát bức tranh. Sau 30 giây quan sát, các đội sẽ có 3 phút để hoàn thành bức tranh từ các mảnh ghép. Trong thời gian 3 phút, đội nào hoàn thành bức tranh đúng với thời gian sớm nhất được 30 điểm, đội hoàn thành thứ hai được 20 điểm, đội hoàn thành sau cùng được 10 điểm. Không hoàn thành không được điểm. Trong trường hợp cả ba đội đều chưa hoàn thành bức tranh, thì đội có số lượng miếng ghép hoàn thành đúng nhiều nhất được 10 điểm, các đội còn lại không được điểm. Đội nào hoàn thành xong bấm chuông báo hiệu đã hoàn thành. Đội nào bấm chuông trước sẽ tính hoàn thành trước. Sau khi bấm chuông sẽ không được sửa lại bức tranh đã hoàn thành. Thì sau đây thì xin mời các đội sẽ quan sát bức tranh từ chương trình. 30 giây quan sát bắt đầu. Các đội hãy nhớ thật kỹ các chi tiết trên bức tranh này. Còn một nửa thời gian, bức tranh có khá nhiều chi tiết và có màu đen trắng, chúng ta phải nhớ thật kỹ ạ. Hết giờ quan sát. Vâng, thời gian quan sát bức tranh đã hết. Bây giờ thì chúng tôi xin mời các đội sẽ bước lên phía trước bức tranh của đội mình ạ. Vâng, và 3 phút ghép tranh bắt đầu. Xin mời quý vị khán giả có thể cổ vũ nhiệt tình hơn cho các đội thi được không ạ? Lưu ý chúng ta sẽ chỉ bấm chuông khi mà đã ghép xong hoàn thành bức tranh ạ. Nếu như đội nào mà
bấm chuông rồi thì là sẽ phải dừng việc ghép tranh của mình và coi như hoàn thành và sẽ không được sửa bức tranh nữa đâu ạ. Chúng ta còn khá nhiều thời gian. Các đội hãy bình tĩnh ạ. Việc ghép tranh và hãy trở về vị trí. Chúng ta cùng quan sát ba bức tranh đã được hoàn thành bởi ba đội thi ạ. Vâng, theo như quan sát của quý vị thì bức tranh nào là hoàn chỉnh nhất ạ? Số mấy ạ? Vâng, và không để quý vị và ba đội chơi chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi sẽ công bố phần đánh giá từ ban giám sát. Đội số 1 đã ghép đúng 7 miếng ghép trên 20 miếng. Đội số 2 ghép được 11 trên 20 miếng ghép. Đội số 3 ghép đúng 3 trên 20 miếng ghép. Như vậy rất tiếc là không có đội nào giành được điểm số cao nhất trong phần thi này. Thế nhưng mà theo luật của phần chơi này thì đội nào ghép được nhiều miếng ghép nhất sẽ giành được 10 điểm của phần chơi. Và hai đội còn lại rất tiếc không có điểm ạ. Xin chúc mừng đội thi số 2 giành được 10 điểm ở phần thi mảnh ghép cuối cùng. Bác Hồ không những là người sáng lập và rèn luyện đảng ta, mà còn là người đặt cơ sở và lý luận cho việc thành lập Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trong suốt cuộc đời, người luôn có tình cảm yêu thương đặc biệt, dành nhiều thời gian cho việc xây dựng giai cấp công nhân và sự phát triển của tổ chức công đoàn. Người luôn mong muốn xây dựng giai cấp công nhân thành một giai cấp tiên phong, tiên tiến, hiện đại, tiêu biểu cho đất nước, dân tộc Việt Nam. Các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vâng, và như vậy là phần thi mảnh ghép cuối cùng cũng đã kết thúc. Và đây cũng là phần thi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng đến với điểm số cũng như thứ tự xếp hạng đã có sự thay đổi như thế nào sau phần thi này ạ. Xin được chúc mừng Công đoàn Cơ sở Cục Quản lý Thị trường tỉnh với điểm số 45 điểm. Vâng ạ, đội thi số 2 ạ, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, xin chúc mừng các bạn. Tiếp theo xin chúc mừng Công đoàn Cơ sở Cục Hải quan với điểm số 25. Vâng, đội thi số 3, xin chúc mừng các bạn. Và xếp ở vị trí thứ 3, Công đoàn Cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh với 23 điểm, đội số 1. Vâng, xin chúc mừng các bạn. Ngay sau đây thì chúng tôi xin mời ba đội chúng ta cùng bước ra sân khấu để nhận những phần quà từ chương trình ạ. Vâng, và ngay sau đây thì ban tổ chức xin tiến hành trao giải cho ba đội chơi trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Dương Mai Khoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy khối, thành viên Ban Cố vấn sẽ lên trao giải ba cho đội số 1 là Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn. Trân trọng kính mời các đồng chí ạ. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Dương Mai Khoa và đồng chí Phạm Thu Hằng và chúc mừng đội Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn đã đạt giải ba. Và ngay sau đây xin mời đội Cục Hải quan Lạng Sơn hãy bước lên phía trước một bước ạ. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lương Chí Công, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và đồng chí Hoàng Thị Tươi, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn sẽ lên trao giải nhì cho đội Cục Hải quan Lạng Sơn. Vâng, xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và chúc mừng đội đã giành giải nhì của cuộc thi ngày hôm nay ạ. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa cho đội giành giải nhất ạ. Xin mời đội Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn bước lên phía trước.
Và ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Bế Thị Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn và đồng chí Nguyễn Đông Bắc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn sẽ lên trao giải nhất cho đội Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn. Vâng, thưa quý vị, là cả ba đội chơi ngày hôm nay đều đã giành chiến thắng rồi. Các đội chơi của chúng ta hãy cười thật tươi lên nào. Vâng, kính thưa quý vị, số đầu tiên của chương trình thử thách cuối tuần đã tìm ra đội giải nhất đến từ Công đoàn Cơ sở, Cục Quản lý Thị trường Lạng Sơn. Đây thực sự là một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho đoàn viên người lao động sau những ngày làm việc vất vả. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, ban cố vấn, các đội thi, các cổ động viên và quý vị khán giả đã theo dõi và cổ vũ chương trình. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.